những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Sau việc gửi lời động viên khi Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập vào nhà phá két sắt lấy 5 tỷ đồng, những hình ảnh được Nhật Kim Anh chia sẻ khi bị trộm đột nhập vào nhà cướp tài sản trị giá 5 tỷ đồng, loạt sau việc lên tiếng động viên an ủi. Loạt sau Vi Bích lên tiếng an ủi động viên ca sĩ Nhật Kim Anh bị trộm vào nhà phá két sắt trộm 5 tỷ đồng. Đến hiện tại, phía Nhật Kim Anh không muốn chia sẻ gì thêm. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh chia sẻ loạt hình ảnh căn nhà của cô bị trộm két sắt, bị cậy phá hoàn toàn với tổng số tài sản không hề nhỏ. Kẻ trộm đã phá nát két sắt, lấy nhiều tài sản có giá trị gồm 100 lượng vàng, 500 triệu tiền mặt, một nhẫn kim cương trị giá khoảng hơn 5 tỷ đồng. Rất xin lỗi các bầu xô vì vừa qua tôi phải hủy hàng loạt các công việc để lo vụ trộm đột nhập vào nhà. Tôi phải làm việc với cơ quan chức năng. Nhật Kim Anh chia sẻ, hiện công an thành phố đang phối hợp cùng công an huyện Bình Chánh điều tra truy xét vụ trộm lớn xảy ra trên địa bàn. Nhật Kim Anh suy sụp vì mất sạch khối tài sản tích góp hơn mười mấy năm trời. Liên lạc với Nhật Kim Anh trước sự việc xảy ra tiếc nuối này, cô giọng buồn bã chia sẻ, hiện tại Nhật Kim Anh khá mệt cũng như tâm trạng rối tung và đang bận lịch quay để tâm trạng ổn hơn, Nhật Kim Anh sẽ chia sẻ cho mọi người. Ngay sau khi chia sẻ sự việc trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh đã nhận khá nhiều lời động viên cũng như an ủi khi cô đã mất số tiền khá nhiều. Không chỉ người hâm mộ mà nhiều bạn bè đồng nghiệp khá bất ngờ như Quang Hà, nghệ sĩ Nhân Hồng Vân, Hồ Bích Trâm, Lương Thế Thành, Thanh Bình, Nguyên Vũ, Lý Phương Châu, Bảo Yến Rosie để động viên đến Nhật Kim Anh nhanh chóng tìm được kẻ trộm này. Quang Hà, trời ơi két sắt mà nó quậy tanh bành thế kia. Chỉ vỏn vẹn 20 phút anh à, nó quá chuyên nghiệp. Camera nó có quay lại được không em, mất hết rồi, thương quá. Mong công an sớm tìm được tài sản. Tài sản trị giá chứ tiền mặt thì không nhiều à. Trời ơi két sắt mà nó quậy như thế. Lương Thế Thành, trời, thôi coi như của đi thay người đi em. Trời ơi, Nguyên Vũ ơi, thương em quá. Quang Hà, nghệ sĩ Nhân Hồng Vân, Hồ Bích Trâm, Lương Thế Thành, Thanh Bình, Nguyên Vũ, Lý Phương Châu, Bảo Yến đã gửi lời động viên an ủi. Nam ca sĩ Quang Hà, trời ơi két sắt mà nó quậy tanh bành thế kia. Chỉ vỏn vẹn 20 phút anh nạ nó quá chuyên nghiệp, Nhật Kim Anh buồn bã bình luận trả lời. Theo đó, ngày 14 tháng 7, trên đường đi công tác từ Cần Thơ về thành phố, Nhật Kim Anh kiểm tra qua camera phát hiện hai két sắt đặt ở phòng ngủ bị phá. Vừa về đến nhà, Nhật Kim Anh kiểm tra thì toàn bộ số tài sản trong két sắt đã bị mất. Ngay sau đó, nữ diễn viên đã hủy một số công việc riêng để trình báo sự việc lên công an. Tháng 3 vừa qua, Nhật Kim Anh chia sẻ hình ảnh biệt thự mới xây hoàn tất ở Bình Chánh, rộng hơn 200m2. Chia sẻ với niềm vui, cô cho biết ngôi nhà sang trọng trị giá hàng chục tỷ đồng là kết quả của 15 năm làm việc chăm chỉ kiếm được. Đầu tháng 6, cô xác nhận ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Cô cho biết cả hai đã chia tay được 3 năm, nhưng cô vẫn giấu kín thông tin vì muốn giữ thể diện cho gia đình chồng và cũng như không muốn con trai lại nghe biết được tổn thương. Sau khi ly hôn, cô đau khổ vì không giành được quyền nuôi con và bị chồng cũ làm khó dễ trong việc chăm con. Mạc Văn Khoa hát hit 15 năm của Ân Hoàng Phúc, fan bất ngờ. Lần đầu thể hiện tài lẻ ca hát, thánh lầy Mạc Văn Khoa đã khiến fan lo sợ, sắp cướp hit Ân Hoàng Phúc. Mới đây, clip Mạc Văn Khoa ngẫu hứng cover ca khúc đình đám một thời của Ân Hoàng Phúc, Vì Sao Trong Lòng Tôi, khiến khán giả vô cùng phấn khích. Đặc biệt, nam diễn viên còn khiến công chúng bất ngờ hơn khi thể hiện trọn vẹn ca khúc hay như ca sĩ. Đây là lần hiếm hoi Mạc Văn Khoa khoe giọng hát của mình với khán giả. Tuy chỉ là ngẫu hứng trên bàn nhậu, nhưng nam diễn viên nhanh chóng nhận được lời khen không ngớt. Nhiều người còn hài hước cho rằng Mạc Văn Khoa đang tính cướp hit của Ân Hoàng Phúc vì quá hợp giọng với bài hát này. Không nghĩ em lại hát hay đến như vậy, nhớ Ân Hoàng Phúc quá, phải nhớ tuổi trẻ nữa, tuổi thơ dữ dội ô về, 8X 9X mới biết bài này nhé. Hay quá bạn ơi, lâu lắm rồi mình mới được nghe lại, một số bình luận để lại. Vì Sao Trong Lòng Tôi là ca khúc nằm trong album Vol 3 của nam ca sĩ Ân Hoàng Phúc. Bản hit được ra đời cách đây 15 năm trước và đã từng được rất nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X yêu thích. Bất ngờ nghe được Vì Sao Trong Lòng Tôi với một phiên bản khác khiến cộng đồng mạng không khỏi phấn khích. Được khán giả yêu mến gọi với cái tên thánh lầy, Mạc Văn Khoa luôn coi nét xấu lạ của khuôn mặt mình là công cụ diễn hài hữu hiệu nhất. Ngày càng được công chúng quan tâm, không chỉ ở vai trò diễn viên hài, anh chàng còn thử sức ở các vai diễn viên điện ảnh MC. Nhưng đây lần đầu tiên khán giả có dịp nghe Mạc Văn Khoa hát.
Nam diễn viên thường xuyên mua vui cho khán giả bằng những tạo hình gây cười trên mạng xã hội. Tuy là người sống nội tâm và ít tiếp xúc với người lạ ở cuộc sống đời thường, nhưng nam diễn viên sinh năm 1992 lại hoàn toàn khác khi đứng trên sân khấu. Nét diễn duyên tự nhiên cộng với sự giản dị mộc mạc ở Mạc Văn Khoa chính là điều khiến khán giả ấn tượng. Hiện tại sau khi thành công vang dội với vai diễn mang màu sắc hài hước trong Lật Mặt 4 của Lý Hải, Mạc Văn Khoa vẫn chăm chỉ xuất hiện ở nhiều game show giải trí, thử sức với vai trò MC chương trình âm nhạc và đang dần hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Dương Mạn trầm trồ khi dàn sao chạy đi chờ chi khoe muối, chờ đợi đã lâu cuối cùng ngày này cũng tới. Nếu như Liên Bỉnh Phát Song Luân khiến nhiều người thích thú khi khoe thân hình toàn muối của mình, thì Trấn Thành lại làm khán giả bật cười sảng khoái. Mới đây đoạn clip hình ảnh hậu trường của game show chạy đi chờ chi bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người, nhất là các chị em, thậm chí nhiều người còn cho rằng cuối cùng điều mình mong muốn chờ nhất cũng đã đến. Dàn sao toàn muối. Mới đây, một fanpage chuyên chia sẻ những hình ảnh đẹp của chàng trai châu Á bất ngờ chia sẻ những hình ảnh hậu trường của game show Chạy đi chờ chi. Trong loạt hình ảnh này, Song Luân, Liên Bỉnh Phát khiến nhiều người không khỏi rời mắt bởi họ sở hữu thân hình rất chuẩn. Ngay lập tức, bài đăng đã nhận được hàng chục ngàn lượt like, bình luận kèm nhiều lời khen có cánh dành cho các ngôi sao trẻ. Được biết, những hình ảnh này được chụp lại từ một đoạn clip hậu trường của chương trình Chạy đi chờ chi. Đoạn clip ghi lại cảnh Song Luân và các dàn cast đang nghỉ ngơi giải lao giữa giờ. Thế nhưng không hiểu lý do gì, Song Luân lại xé áo ở phía sau lưng của Liên Bỉnh Phát và hỏi có mát không. Dưới sự giúp sức của hội anh em gồm Ngô Kiến Huy, Lương Thế Vinh, chỉ mấy chốc, chiếc áo của mầm non giải trí bỗng rách tơi tả cả trước lẫn sau khiến anh chàng phải chạy tháo thân. Tới lúc này, nhiều người không khỏi ngã ngửa trước thân hình sáu múi toàn cơ của Liên Bỉnh Phát. Dẫu biết rằng ngoài danh xưng MC, diễn viên, bé Bỉnh còn là một người mẫu, nhưng nhiều người không ngờ rằng body của anh chàng lại đẹp đến thế. Một nạn nhân khác của trò chơi lột áo đó chính là anh chàng Song Luân. Quả thật, không làm khán giả thất vọng khi anh chàng cũng toàn múi. Nhìn hình ảnh Song Luân đứng cạnh Liên Bỉnh Phát, nhiều chị em không khỏi xịt máu mũi khi sở hữu body rất đẹp mắt. Là người hăng hái nhất trong trò chơi xé áo, Trấn Thành từ vai trò đầu tàu bỗng nhiên trở thành nạn nhân khi các thành viên khác xúm lại lột áo anh chàng. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không nói nên lời của Trấn Thành khiến nhiều người phải phì cười thích thú. Thậm chí nhiều dân mạng còn để lại bình luận: "Tha cho anh ấy đi, người ta cũng có múi mà chẳng qua nó đoàn kết nên dính lại thành một cục thôi." Sau khi đoạn clip và hình ảnh trên được lan truyền rộng rãi khắp mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú bởi điều họ mong chờ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Nhiều người dành tặng lời khen cho nỗ lực giữ gìn vóc dáng của cá sau Việt. "Ôi Song Luân, hai cái đồng tiền chắc tôi chết. Hàng Việt Nam chất lượng cao." Bé Bỉnh xuất sắc, Song Luân cũng không kém. Ai nấy đều phấn khích trước màn khoe body của các nam thần. Liên Bỉnh Phát không chỉ sở hữu gương mặt góc cạnh đậm chất điện ảnh, anh chàng còn cao 1m7 và sở hữu vóc dáng vạm vỡ săn chắc nữa đấy nhé. "Ba mẹ em đã đồng ý rồi, chỉ cần anh gật đầu là mình tổ chức đám cưới nha anh." Đúng là hai tuyệt tác đứng cạnh nhau, bạn Song Luân tập luyện vất vả lắm để duy trì thân hình tuyệt đẹp như vậy đấy. Hồi lâu đọc báo thấy bảo ngoài tập luyện còn ăn uống rất cực khổ cơ, nhưng bù lại, nhìn thân hình và nụ cười duyên thế kia thì cũng xứng đáng nhỉ. Ngoài các ngôi sao kể trên, BB Trần cũng từng khiến nhiều người xịt máu mũi bởi thân hình của mình. Gần đây BB Trần khiến dân mạng trầm trồ thích thú khi cởi phăng áo khoe body sáu múi cực phỏng không kém nam thần nào. Có thể nói trào lưu cởi áo khoe body đã được rất nhiều nghệ sĩ trong showbiz thực hiện và chia sẻ lên trang cá nhân. Thực tế là ngoài tài năng, ngoại hình cũng là một điểm cộng giúp các nghệ sĩ trở nên đẹp hơn trong mắt khán giả cũng như thu hút được lượng lớn fan hâm mộ. Chọn bộ ảnh vòng một phẳng lì đẹp trai tựa nam thần đúng chuẩn soái ca của Kiều Lê. Kiều Lê bất ngờ chia sẻ trọn bộ ảnh chuẩn soái ca sau khoảng thời gian thả thính khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Kiều Lê lại tiếp tục khiến nhiều khán giả đứng ngồi không yên với bộ ảnh chuẩn soái ca. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Kiều Lê chia sẻ trọn bộ ảnh chuẩn soái ca sau khoảng thời gian thả thính khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Có thể nói thời gian gần đây, mỗi lần xuất hiện Kiều Lê luôn nổi bật và tỏa sáng thu hút mọi sự chú ý với vẻ điển trai và phong cách cực ngầu. Điều khiến mọi người quan tâm không kém chính là vòng một của Kiều Lê đã hoàn toàn bốc hơi. Có thể nói kể từ khi cắt phăng mái tóc dài để đổi sang kiểu tóc tém tomboy cá tính, Kiều Lê càng khẳng định độ nam tính của mình trong phong cách thời trang và ứng xử. Nhìn Kiều như thế này thì cô gái nào mà không gục ngã cơ chứ, đúng chuẩn một anh chàng cực ngầu.
Theo như chia sẻ của stylist Kay Nguyễn, người đã chuẩn bị trang phục cho bộ ảnh này cho biết, cả ekip thực hiện theo chủ đề Human Break Everything, But Never Give Shadow, tạm dịch, con người phá vỡ tất cả mọi thứ nhưng không bao giờ là hình bóng của mình. Vừa ngọt ngào lại vừa lạnh lùng quyến rũ chuẩn sói ca, xứng đáng là đẹp trai nhất V-Big. Thời gian qua, Gil Lê có sự quay trở lại vô cùng ngoạn mục trên đường đua V-Big với sản phẩm âm nhạc Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại trong âm nhạc, nên Gil muốn thay đổi chính mình, cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Đây không lâu, khi trả lời với cánh truyền thông về chuyện tình ngoài đời của Gil Lê hiện tại, Gil cho biết đang rất hạnh phúc vì công việc, vì cách sống và cách suy nghĩ của mình thoáng hơn, không khép kín giống như lúc trước. Bây giờ tôi dồn toàn tâm toàn ý cho công việc chứ không chú tâm vào chuyện tình cảm. Gil Lê với phong cách khuôn ngầu, hình ảnh này có vẻ rất hợp với tính cách của cô nàng đẹp trai ở ngoài đời thường. Để có được một thân hình săn chắc, quyến rũ và khỏe khoắn như bây giờ, Gil Lê hé lộ bí quyết. Đó là phải cố gắng kiêng đồ ngọt để giữ dáng, uống nhiều nước, thường xuyên đi tập gym.